Hà đụng ai cũng nhận làm con nuôi hết, mà nhận xong rồi không có nuôi, nhận xong rồi người ta nuôi ngược lại Úc Hà, nhận xong rồi người ta kể như là đưa hình ảnh người ta ra cho Úc Hà nó quay, nó kiếm like, kiếm view nó ăn. Đấy, cho Úc Hà nó không nuôi bất kỳ một người con nào, mà đi đâu cũng nhận là mẹ nuôi, đi đâu cũng là cái như là thế này thế khác. Tôi nói đây là một cái trò biệt, tôi nói cái vấn đề mà nhận mẹ nuôi, cha nuôi, con nuôi, tôi nói với bà con là ở đất Sài Gòn này tôi lật mặt không còn một thành rồi. Bây giờ mà nó nhận cha nuôi, nó nhận con nuôi đó là thật sự nó sợ lang thang Sài Gòn lắm. Tôi mà tôi môi là tôi môi tận gốc, tôi môi là môi tới cứ cũ hủ luôn chứ không phải là môi khơi khơi. À, là bây giờ tôi nói cái nhân vật trọng súng ấy, mà nó chất yếu ấy, là lý do là mấy cha nuôi đồ cái là buông hết, bớ trọng quá rồi phải buông thôi. Chứ bây giờ bám vô trọng súng này ăn cái gì, ông lang thang Sài Gòn ngày nào ông lên ông cũng móc họng ra hết, bây giờ nuốt vô phải nôn ra cho nó buông quý bà con. À, bây giờ tôi nói Úc Hà cũng thực hiện lại một trong những cái chiêu bài cũ. Chiêu bài này nó thật, Úc Hà nói cho Úc Hà có một tin buồn. À, chiêu bài này nó thật sự Úc Hà không thể qua mặt được cộng đồng. Cộng đồng mạng cũng thấy những trường hợp nó tương tự, cũng có những cái chiêu trò nó cũng không khác gì Úc Hà rồi. Tôi nói với bà con 20.000 mà nó vẫn bảo chim sâu thối lại, mà nó nghĩ sao mà nó lên cộng đồng mạng là con nuôi mẹ nuôi, quý bà con nuôi mẹ nuôi mà không biết xấu hổ hả? 20.000 mà vẫn biểu chim sâu phải thối lại, có nghĩa là vừa rồi đó là một cái lễ gì đó mà thằng Lâm nó mua 280.000, Úc Hà nó bỏ ra 300.000 để trả nợ, thì nó bảo chim sâu bây giờ phải là thối lại cho nó 20.000 ngay và liền. À, tôi đâu quý bà con vậy mà mẹ nuôi chi mà 20.000 bạc. Nói thật sự mày quay nó một thước phim thì mày được một đô, là cái như nó thật sự mày được một đô là được hai mấy ngàn rồi. Nó cho mày quay phim mà bây giờ nó thật sự 20.000 chưa được một đô mà mày vẫn ngửa tay mày đòi nó được thì tao thua. À, cái gì nói có sách mắt phải có chứng quá vậy. Bà con nghe vấn đề này, mà cái vấn đề ở đây trước khi mà tôi chia sẻ những cái mà chính miệng Hà nó chia sẻ đó, thì có cái vấn đề ở đây là mẹ của chim sâu. À, mẹ chim sâu cũng đang có cái ý định là cái như là về để mà khởi kiện Úc Hà, thì Úc Hà nó lại điện qua cái như là cái cô tám của chim sâu đó. À, để mà nó thách thức, nó bây giờ thích thì về thưa kiện đi. À, bà con nghe vấn đề này. Tại đâu mà thôi tại thì không, tôi cũng không chỉ về luôn á, rồi cái đi ra chính quyền làm đi gì đưa khác, đi ra chính quyền khác chứ sao chị đi ra chính quyền. Thì thôi, thì bây giờ chỉ muốn đi ra chính quyền thôi, chỉ đi thôi gì thì quyền của chị. À, tôi vẫn biết tôi nói chuyện với chị ở đây chứ bản cũng có người quay rồi đó. Đó bà con thấy không? Ủa tại sao mày đi giúp con người ta mà người ta đòi kiện mày đó mà mày vẫn lao vô mày giúp Úc Hà? Chẳng lẽ Úc Hà bây giờ nó thành Bồ Tát nào quý vị? Đi giúp con người ta mà người ta đòi kiện. À, tôi nói trường hợp nào cũng y xì hết vậy quý bà con. Chỉ cần thấy mặt Úc Hà là người ta cỡ như là đòi thưa, thấy mặt Úc Hà là người ta không cho quay nữa. À, mà Úc Hà nói thật sự mà nó lao vô như một con thiêu thân. Tôi nói không có cái chi mà có cái quyền lợi cho Úc Hà thì nói thật sự người ta đã không cần sự giúp đỡ của mình, mà sao mà em vẫn lao cái đầu của em vô chi đó Úc Hà hả? Em cứ là lấy nó thật sự lấy trứng chọi đá quen đấy, cứ lấy trứng chọi đá, người ta đâu có cần, biết không? Người ta không cần, mà lý do chi mà Úc Hà nó vẫn là gọi là đi giúp chim sâu quý vị, biết không? Người ta đòi đưa nó ra chính quyền, đòi đưa nó ra công an, vậy mà cả như là nó nói một câu bây giờ cái như chị có đưa thì đưa đi. À, có nghĩa là bây giờ dạng nó ghiền hành nghề thì bây giờ nó thật sự nó phải chấp nhận rủi ro đấy. Chứ còn Úc Hà mà nó thật sự, tôi nói nếu như tôi em có một cái lòng tự trọng nghe, chỉ cần tôi quay một cái nhân vật đó mà tôi giúp cái nhân vật đó một cách là giúp thật tâm, nhưng mà chỉ cần gia đình chỉ cần nói một tiếng mà nó thật sự nó không vừa cái ý của tôi thôi, tôi không bao giờ quay nè. Người ta nghĩ là tôi quay cái nhân vật đó, tôi lợi dụng nhân vật đó, tôi lợi dụng tiền mạnh, quân chắc ăn rằng tôi sẽ không giúp cái nhân vật đó nữa và tôi buông giữa chừng. Vì sao? Mình có lòng tự trọng, mình có lòng tự trọng. Một con người có lòng tự trọng thì đừng bao giờ để cho người ta xúc phạm đến cái lòng tự trọng của mình. Mà vì sao người ta xúc phạm lòng tự trọng mình được? Vì mình cho phép người ta, mình đang cho người ta có một cơ hội người ta mới xúc phạm. Đấy. Và cái vấn đề ở đây chúng ta thấy rất rõ, gia đình của chim sâu đã không cần,
mà sao Bảo Khà nó vẫn lao vô giống như là một con thiêu thân đó quý vị, à, lao vô gọi là giúp đỡ chim sâu. Ấn Độ giúp chim mà kỳ rất cá, giúp gì mà lạ luôn vậy, người ta đâu có cần đâu, người ta không cần mà vẫn giúp, người ta không cần vẫn lao đầu vô cứ thể hiện mình là một người tốt. Mà tôi nói quý bà con, à, người tốt hay người xấu chỉ cần nhìn vô cái khuôn mặt, nghe cái lời nói là bà con đoán ít ra khoảng là 70% về cái con người đó, tính nết của họ như thế nào, à, và cái ý đồ của họ ra sao, chắc anh rằng qua một cái lời nói, qua một cái hành động của người ta làm, chắc anh quý vị sẽ đoán ra được. À, mình có một cái sự mà cảm nhận trong vấn đề đó, à, chứ còn nó thật sự mà cái thời buổi bây giờ mà để Úc Hà nó lên mà nó lừa những bà con mà không có y ốt á, thì nó thật sự bây giờ chết là do mình chứ không phải do số nha. Lao vô Úc Hà để trở thành một con mồi cho Úc Hà để mà sập bẫy mà Úc Hà nó dâng ra, thì đây gọi là do mình chứ không phải là do số. Có một số bà con trong cái sự việc của Trọng Súng cũng là liên lạc về tôi cũng khóc như mưa, bảo rằng do cái số của chị giúp người sao mà liên tục bị lừa. Tôi nói đây đâu phải do số, cái này là do mình cố chấp, mình lao vô mình giúp một người không đáng, chứ đây không phải là số đó. Do mình giúp người không có tìm hiểu cái số đâu ra, đúng không vậy? Vậy mà có nhiều người trong cái trường hợp của Trọng Súng cũng là nói do cái số của họ, họ không có gọi là họ giúp người nào mà cũng là gặp giá dối người đấy. Đây không phải là số đâu quý bà con, đấy gọi là một cái sự lập là giúp người không có cái sự tìm hiểu, à, cho nên là bị những cái hoàn cảnh và những kênh YouTube nó lừa, à, chứ còn ở đây tôi khẳng định quý vị không có số. Giúp người là một cái việc phước cần nên làm, nhưng mà phước so với ai, à, những người nào cần giúp thật sự đây, chứ còn những người như Trọng Súng hay là cái những người như mà liên quan đến là cái chỗ mà cái kênh YouTube như Úc Hà, tôi nói với bà con tiếp tay thôi, chứ bà con không phải là giúp nó khác, tiếp tay nó khác. À, à, nãy thì Úc Hà cũng có đi qua để khám gan, để trồng gan, thì hàm gan của Úc Phụng ở trên là hư toàn bộ rồi. Bà con thấy đây là cái sự mà nó điếu của Úc Hà nè, nó hồi nãy nó dẫn chim sâu qua khám răng, trồng răng, à, mà cái điều vô lý nha, dẫn qua cái phòng khám tư mà Úc Hà nó không quay nha, dẫn qua phòng khám tư mà Úc Hà nó không quay, mà nó dẫn vô bệnh viện mà nó quay. Bà con thấy đây là một trong những cái thấy là cái sự nó gia dối. Bây giờ tự dưng mà bây giờ nó thật sự dẫn con người ta đã lên cộng đồng mạng thì người ta phải nhìn thấy, à, nhìn thấy thước phim thực tế, nhìn thấy những bằng chứng thực tế, chứ còn người ta không có tin mình. Vì Úc Hà chẳng phải là một người mà uy tín, à, cho nên người ta không bao giờ nói thật sự mà tin tưởng chỗ Úc Hà. Đấy, khi mà nói thật sự đó, Úc Hà nó đủ cái vấn đề cái niềm tin và đủ sự uy tín, à, thì người ta còn tin. Chứ còn Úc Hà tôi nói với bà con, nó có gì đâu mà uy tín, con của nó nuôi còn không nổi, cháu của nó còn đi gửi đầu này gửi đầu kia. Mà tôi hỏi quý vị, bây giờ Úc Hà nó lấy cơ sở chi mà gọi là đi làm thiện nguyện? Muốn đi làm thiện nguyện, cái ruột của mình phải no, con của mình phải đủ đầy, rồi mình mới có cái tư tưởng thoáng hơn để mà đi giúp người khác. Chứ còn bây giờ tôi nói quý vị, cái ruột mình nó đối meo như vậy đó, thì mình giúp mình trước chứ bây giờ giúp được ai quý bà con? Có thật mới vượt được đạo. Ruột của mình đối như vậy mà sao mà đi giúp người ta được? Mà giúp người ta là mang chắc mình đang vụ lợi. Khi cái ruột mình đói là mình bất chấp, miễn sao làm cho qua loa, làm cho lấy lệ, làm cho lấy có đấy, rồi lợi dụng người ta để mà bỏ cái vô mồm của mình để nó no cái ruột. Chứ thật sự là một con người mà đi, tôi nói quý vị, đi giúp người làm phước, đi giúp người làm phước, trừ khi trong vấn đề giống mình tình cờ mình giúp thì cái chuyện nó khác. Còn đã đi hành nghề thiện nguyện như Hà là có cái mưu mô hết đấy. Úc Hà hiện bây giờ là đang có cái mưu mô để mà gọi là đi hành nghề thiện nguyện. Chứ giúp cái gì? Bản thân nó thật sự nó lo còn không nổi. Con của nó hai đứa mà tôi nói với bà con, lúc mà nó bảo là tiền Mạnh Thường Quân, lúc mà bảo tiền con nó lên Sài Gòn làm gửi về cho nó, đỡ đi làm từ thiện. Đây là một cái sự giả dối rồi, một sự lương lẹo rồi. Đấy mà tôi thấy hai cái thước phim thứ nhất là lúc chiều đây vào bệnh viện là thấy có một sự giả dối. À, đáng lý ra đó Úc Hà nó nói nó phải có cái dẫn chứng, à, số sách tất cả mọi cái, số khám bệnh là phải có nè, à, kết luận bác sĩ phải có nè, to thuốc phải có nè,
lúc đấy mới thuyết phục cộng đồng. Còn cái vấn đề thứ hai mà chỗ mà đi khám răng, tôi nói quý bà con thấy Úc Hà nó dẫn chim sâu đi khám răng hay không, hay là nó bị tôi dí quá rồi bây giờ nó thật sự nó lên để làm một cái thước phim cho vui, làm một thước phim để qua mặt cộng đồng, bảo rằng bây giờ hôm nay nó dẫn chim sâu đi khám răng mà bác sĩ nha khoa khuyên thế này thế nọ thế kia. Con của mày thì bây giờ mày phải lo cho căng cái gì, 7 triệu mấy bạc mà căng cái gì, 7 triệu 2 bạc à, riêng lang thang Sài Gòn búng một cái nó thật sự nó ra gấp 10 lần con số gì đó. Còn mày bây giờ nó thật sự nhận con người ta mà làm con nuôi mà 7 triệu 2 mà không lo nổi, mà lên cộng đồng mạng mà than trách cái cây mình không đủ cái điều kiện kinh tế thì đừng nhận ai làm con nuôi hết nha. Nói Úc Hà đã rút kinh nghiệm, mình không đủ điều kiện kinh tế thì đừng có nhận bất kỳ ai làm con nuôi, nghe chưa? Đã nhận người ta làm con nuôi phải nuôi người ta, phải giúp đỡ người ta cả về tinh thần lẫn vật chất. Đằng này nói thật ấy, đã không có đủ cái điều kiện kinh tế mà nhận chim sâu làm con nuôi, bây giờ khám bộ răng à, nó nhảy ra cái con số là có 7 triệu 2 bạc giấy mà lên cộng đồng mạng, trời ơi bây giờ kinh quá. Kinh cái gì à, kinh cái gì, mày đưa số tài khoản ngày mai chuyển cho 10 triệu dẫn chim sâu đi khám răng đó. Kinh cái gì mà kinh, cái vấn đề ở đây là mày đang lạm dụng chim sâu à, để mày kể như là đi kiếm ăn thôi, chứ thật sự mày không phải là mẹ nuôi. Mẹ nuôi là phải lo cho chim sâu, trời ơi mẹ nuôi cái chi mà bây giờ có 7 triệu 2 bạc mà canh à, 7 triệu 2 bạc mà trời ơi lên cộng đồng mạng bây giờ là 7 triệu 2 đó quý vị, 7 triệu 2 đó canh lắm quá vậy à. Nên là bảo là muốn làm gan là phải nhổ hết mấy cái chân à, trồng lại là 13 cây à, 13 cây mà người ta bảo là tổng cộng là 7 triệu 2 đó cả nhà, chưa kể tiền nhổ răng ha. Nhổ răng thì phải đi qua bên bệnh viện nhổ, thì những cái răng cửa thì có thể 50.000 và có những cái răng thì 100.000, 150.000, họ không có biết trước được. Bởi vì những cái răng phía trong rồi đó là nghe nói là có cái là nếu mắc nhất là cũng phải 300.000. Có tùy loại 50, loại 100, 150, 300. Là ông nha sĩ cũng nói vậy đó, đi qua bên đó. Còn tiền trồng găng lại là 7 triệu 2. Úc Hà cũng đi về cũng để coi đi nhổ găng coi cách sao, giờ cũng căng quá nên tích. Nè bà con thấy không, đồ mà nhận con người ta làm con nuôi đây. Đây là mới là lật cái mạch Úc Hà ra được này quý vị. Nhận con người ta làm con nuôi, mày tự mày nhảy vô mày nhận cho chim sâu có bách mày nhận đâu, đúng không? Chim sâu có bao giờ bảo rằng kể như là mẹ Hà ơi mẹ nhận tôi làm con nuôi không? Có không? Cộng đồng mạng có ai bách mày nhận chim sâu làm con nuôi hay không Úc Hà? Không có, đúng không? Mà mày nhận con người ta làm con nuôi bây giờ có 7 triệu 2 bạc mà mày không lo cho con mày được. Mà vừa rồi cái vấn đề là mấy trăm ngàn để mà mua đau bông tai cho con nó vui, nó nhí nhảnh chơi vui mà mày cũng không làm được, thì tao nói mày thâu bỏ cái vấn đề mẹ nuôi đi cưng. Nói thiệt khuyên một câu đó, nhận mẹ nuôi nó nhục lắm Úc Hà ư, nói thiệt. Nhận mẹ nuôi là mình phải nuôi người ta, ít ra mình phải cho người ta ít ra đôi 3 triệu, đúng không? Đấy là vấn đề là gọi là thể hiện cái tình thương của mẹ con. Đồ bây giờ nhận người ta làm cái như là con nuôi mà tự mình nhảy vô mình dành những kênh YouTube kia để mình vô mình nhận cho ai có bích Úc Hà nhận đâu, đúng không? Hỏi thiệt Úc Hà bữa đấy mà ai mất đứt miếng Úc Hà mà Úc Hà phải nhận chim sâu làm con nuôi vậy, mà bây giờ đi trồng răng 7 triệu 2 mà canh quá quý vậy, chưa tính tiền nhổ răng đây cao lắm à. À, tính nhổ 13 cái thì tôi tính đổ đồng cả tiền nhổ răng và trồng răng là tính là khoảng 10 triệu đây. Nếu như cái liêm sĩ mày đã không còn, ngày mai mày liên lạc qua tao, đưa số tài khoản tao chuyển cho mày đúng 10 triệu mà làm răng cho chim sâu nha. Chi đâu mà trời ơi lên cộng đồng mạng 7 triệu 2 bạc mà trời ơi kể như là mẹ nuôi, trời ơi mẹ nuôi kiểu mày thì ai làm không được Úc Hà. Thế mẹ nuôi kiểu như mày đó, nó thật sự chưa biết ai nuôi ai nha.